5 điều mình thích nhất khi học tại Swinburne Australia. Xin chào các bạn, mình là Gia Hân, sinh viên K3 ngành Business Major Marketing tại Swinburne Việt Nam. Hiện tại mình đang transfer sang Swinburne Australia. Đến tới thời điểm hiện tại mình đã ở Úc được khoảng 11 tháng, gần 1 năm. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu xem 5 điều mình thích nhất tại Swinburne Australia là gì nhé. Và nếu bạn nào cũng có ý định transfer sang Úc kỳ sau thì hãy xem hết video này nha. Trường có rất nhiều sinh viên quốc tế, mình được làm quen với bạn bè đến từ các nền văn hóa khác nhau. Điều này giúp khả năng tiếng Anh của mình được cải thiện hơn. Bên cạnh đó, việc lồng ghép các kỹ năng công dân toàn cầu tại Việt Nam đã giúp mình thích nghi tốt hơn trong giao tiếp và làm bài tập với các bạn quốc tế. Điều thứ hai mà mình thích tại Swinburne Australia là các giảng viên rất thân thiện và nhiệt tình. Thầy cô giảng rất hay và thú vị. Bên cạnh đó, thầy cô cũng rất tận tình trả lời câu hỏi của sinh viên để giúp các bạn hiểu bài tốt hơn. Thầy cô cũng feedback bài làm cùng tụi mình rất kỹ càng để tụi mình có thể rút kinh nghiệm và tiến bộ hơn khi làm các bài sau. Điều thứ ba mà mình thích tại Swinburne Australia đó là trường có cộng đồng người Việt rộng lớn. Các anh chị, bạn bè, đồng hương người Việt Nam luôn giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Cùng với đó, câu lạc bộ các bạn sinh viên Việt Nam tại Swinburne VISF đã tổ chức rất nhiều hoạt động hay và ý nghĩa. Ví dụ như năm ngoái, mình đã tham gia sự kiện Trung Thu do VISF tổ chức. Thật sự thì sự kiện này rất hay, ý nghĩa và vui nữa. Mình được xem múa lân, được cùng các bạn rước đèn, ăn bánh Trung Thu và tham gia nhiều trò chơi nữa. Nên là dù ở xa nhưng mình vẫn cảm nhận được không khí Trung Thu ở Việt Nam và không cảm thấy cô đơn khi sang đây. Bên cạnh các ưu điểm kể trên thì trường Swinburne Australia còn có một điểm cộng to lớn, đó là cơ sở vật chất của trường. Trường có ký túc xá nằm trong khuôn viên trường, thuận tiện cho các bạn đi học. Bên cạnh đó, ký túc xá còn có phòng giặt sấy. Các bạn sinh viên ở đây có thể sử dụng phòng giặt sấy miễn phí. Bên cạnh đó, trong ký túc xá cũng có các hàng quán trà sữa. Các bạn có thể ăn uống thoải mái ở đây. Và điều cuối cùng mà mình thích tại Swinburne Australia đó là trường có rất nhiều hàng quán xung quanh. Quanh trường thì có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, tiệm trà sữa hay rạp chiếu phim thì các bạn sinh viên có thể thoải mái giải trí sau giờ học. Và đó là 5 điều mình thích nhất khi chuyển tiếp qua Swinburne Australia. Các bạn có thích điều gì nữa không? Comment bên dưới cho mình biết nhé.